Alo, xin chào khán giả. Xin mời khán giả sẽ giới thiệu đôi nét về bản thân của mình và sau đó là đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi ạ. Vâng ạ. Tôi tên là Vân, tôi 70 tuổi, tôi đến từ Thanh Hóa. Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là cách đây 2 năm thì tôi bị phát hiện là bị cường giáp mà điều trị một đợt đặt thuốc rồi. Vâng. Ổn định như tôi đã ngừng uống thuốc rồi. Vâng. Nhưng mà vài cái tuần trở lại đây thì tôi thấy trong người nó cứ bứt rứt mà rất là khó chịu. Vâng. Mà tính tình thì lại hay cáu gắt, chẳng làm gì mà người cứ thấy mệt mỏi. Vâng. Thì đập loạn nhịp lên, mồ hôi cứ vã ra. Vâng, vâng. Mà tôi có đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán tôi bị đa nhân tuyến giáp và cường tuyến giáp. Vâng, và vâng. Thái thất ạ. Vâng, vâng. Tôi có xem TV thì thấy là có cái giới thiệu cái sản phẩm Ích Đắc Vương đấy. Vâng. Hỗ trợ làm giảm kích thước u nhân, bình vâng. ổn hóc môn tuyến giáp. Vâng. Tôi cũng muốn dùng cái Ích Đắc Vương, nhưng mà tôi rất là băn khoăn là trong cái sản phẩm có chứa hải tảo ấy, chứa vâng. nhiều iốt. Vâng. Bệnh nhân về cường tuyến giáp này nhiều người lại bảo là không thể dùng được. Vâng. Nhiều iốt ạ. Vâng. Rất mong bác sĩ tư vấn giúp tôi với ạ. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn chị Ngân, 70 tuổi, đã chị gọi điện về chương trình. Thưa chị, là chị mắc bệnh cường tuyến giáp và bướu giáp đa nhân. Thì những triệu chứng chị mô tả là hoàn toàn triệu chứng của cường giáp, đúng không ạ? Như là tim đập nhanh, mệt mỏi, đổ mồ hôi trong người, như cảm giác nó nóng nóng, đúng không ạ? Rồi rối loạn tiêu hóa, có thể là tiêu chảy, hoặc nặng hơn nữa thì có thể run tay, vân vân. Thì những triệu chứng đó là hoàn toàn triệu chứng của cường giáp. Và xin thưa chị, thì chị có xem cái thành phần của sản phẩm Ích Đắc Vương, ở trong đó thì có liên quan vấn đề iốt, mà chị sợ là cường tuyến giáp là do tăng iốt, nhưng thưa chị không phải vấn đề là như vậy. Thứ nhất là chúng ta biết cái lượng iốt ở trong cơ thể chúng ta tập trung chủ yếu ở tuyến giáp, và 75% tập trung tuyến giáp, còn 25% là ở các nơi khác, ví dụ tuyến nước bọt, ví dụ tuyến vú, hoặc là thận, hoặc là dịch đường tiêu hóa, vân vân. Thế nhưng mà đối với cái trường hợp mà bị rối loạn tăng cái chuyển hóa, thế thì như vậy là các nơi khác bị thiếu iốt. Thế bây giờ chị dùng Ích Đắc Vương, Ích Đắc Vương chị bổ sung iốt là bổ sung iốt trong cái chừng mực cho phép mà đã được quy định của thế giới cũng như Bộ Y tế Việt Nam, như tôi vừa nhắc lúc nãy, tức là cái nồng độ iốt hàng ngày của chúng ta là dưới 150 microgram trong một ngày. Thì ở đây là một cái lượng rất thấp và giúp để hỗ trợ các cơ quan khác khi thiếu iốt do đã bị tập trung quá nhiều vào tuyến giáp. Đấy, thì đây là một cái tác dụng để nói rằng không lo, chị không lo ngại gì vấn đề trong thể có iốt. Cho nên khi tư vấn sức khỏe lúc nãy về tôi có trao đổi về chế độ ăn đấy, tôi không phân biệt cường giáp suy giáp, đều phải ăn hạn chế những thức ăn nào mà giúp cản trở iốt. Như tôi nói là ngô, khoai sắn, măng ấy, cường giáp suy giáp cũng đều ăn chế độ như nhau. Thì có phải là chúng ta thấy là rõ ràng là có tăng iốt, thừa iốt không liên quan gì trong cường giáp và suy giáp, vì cơ thể chúng ta rối loạn chuyển hóa là do rối loạn chuyển hóa miễn dịch ở tại tuyến giáp, chứ không phải vấn đề là do thiếu hụt iốt. Đấy, chúng ta hàng ngày vẫn ăn muối có iốt, mà có thừa iốt đâu, không hề có biểu hiện bệnh lý thừa iốt trong các bệnh lý suy hoặc cường tuyến giáp. Thì chị yên tâm như vậy. Và chị nên dùng liều như vừa rồi MC có nhắc rồi, trung bình là 4 đến 8 viên một ngày, chỉ 2 lần, tùy điều kiện kinh tế và diễn biến bệnh. Thì chị soi gương, chị biết cái sự to lên hoặc giảm đi của tuyến giáp, thì chị có thể tăng liều hoặc giảm liều cho phù hợp. Có thể một vài tháng đầu chị dùng liều cao 9 viên một ngày chia 3 lần, hoặc 8 viên chia 2, và khi thấy nó ổn định rồi, sau lộ trình ít nhất là 3 đến 6 tháng, thì chị có thể giảm liều vì điều kiện kinh tế thôi. Chị có giảm liều vì toàn bộ là thảo dược. Mà xin thưa chị, cái thảo dược nó khác hẳn với thuốc Tây. Hoạt chất sinh học có trong các cây thuốc, có trong thảo dược, nó hạ các chỉ số bệnh lý về mức bình thường. Còn nữa, thải ra theo đường nước tiểu, không tác dụng tiếp. Cho chị yên tâm sử dụng theo hướng dẫn mà đã ghi ở trên các hướng dẫn của sản phẩm rồi. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do. Và xin được cảm ơn bác Vân đã gọi điện về cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.